vẫn là David Luiz như vậy không lên mà cũng chẳng xuống, xét cả về phong độ lẫn đẳng cấp. Nhưng khi Mojizio Sarri thay thế Antonio Conte ở vị trí ELV trưởng, chỗ đứng của Luiz ở Stamford Bridge trở nên khác hẳn. Hậu vệ người Brazil vốn đã tỏ rõ sự hân hoan khi Conte đi khỏi Chelsea. Bây giờ, anh càng bay bổng sau khi thi đấu đủ 90 phút ở vòng khai mạc Premier League. Gần như trong suốt nửa sau của Premier League mùa trước, Luiz không được xuất hiện. Ban đầu, anh vắng mặt vì chấn thương. Nhưng rồi, thiên hà nhanh chóng hiểu ra, Luiz đã bị ELV con gạt bỏ. Vấn đề không chỉ là khác biệt về quan điểm chuyên môn, còn có chuyện cãi vã. Từ đội hình chính, Luiz không những phải chuyển hộ khẩu ra ghế dự bị, anh còn lọt vào danh sách cầu thủ cần bán của Chelsea. Nhưng thật ra, bản thân ELV con cũng chẳng bao giờ được bảo đảm chỗ đứng ở Chelsea trong suốt mùa trước. Do vậy, các bên gồm Luiz, con, các giám đốc Chelsea cứ phải kiên nhẫn chờ xem kết cục của nhau. Ngay khi con ra đi, Luiz lập tức nói rằng anh sẽ ở lại Chelsea để cạnh tranh vị trí trong đội hình chính. Luiz thi đấu đều đặn ngay từ những trận giao hữu mùa hè, và ELV Sarri tỏ ra hài lòng về khả năng của anh. Chẳng những thế, Sarri còn bác bỏ quan điểm chuyên môn của con, ELV từng cho rằng Luiz phải đã ở giữa trong một hàng thủ gồm 3 hậu vệ. Ông nói, đã là một hậu vệ giỏi, người ta có thể chơi theo mọi kiểu, đã được trong mọi sơ đồ. Ở trận đấu gặp Huddersfield vừa qua, Chelsea phòng thủ bằng hàng hậu vệ 4 người, trong đó Luiz đã cặp trung vệ với Antonio Rudiger. David Luiz trái được trọng dụng, Chelsea bỗng dưng có một tân binh chất lượng trong hầu hết các trường hợp, người ta luôn xem đội hình suốt phát ở trận đầu tiên của một tân ELV là cơ sở quan trọng mở ra cái nhìn tổng quát về cả một triều đại. Thẳng nhiên, Luiz không thể hài lòng hơn khi anh đã được Sarri trọng dụng. Hài lòng đến mức, Luiz nói anh đã phải lòng triết lý bóng đá của ông thầy mới. Đi kèm theo đó là toàn những lời khen ngợi mỹ miều, dĩ nhiên. Vấn đề là trận đầu tiên của Sarri ở Premier League mùa này khác hẳn với trận đầu tiên của Arsenal trong tay tân ELV Unai Emery. Chelsea đại thắng 3-0 trên sân đối phương. Có lúc, người ta thấy Luiz kéo thủ môn Kepa Arrizabalaga qua một bên để cho lời khuyên. Tân binh trẻ nghe như nuốt lấy từng lời của bậc đàn anh kỳ cựu. Hay đấy là lời khuyên của một cầu thủ đã bị xếp xó cách đây vài tháng, cho thủ môn đắt giá nhất thế giới. Nói sao cũng được. Nhưng trong lúc này, Luiz đang là người chiến thắng. Phần mình, Sarri cũng đã có những câu nói tốt đẹp, cho thấy ông sẽ còn tiếp tục trọng dụng Luiz. Theo Sarri, Luiz là một hậu vệ giỏi, vẫn đang có một tương lai hoành tráng ở Chelsea. Sarri nhấn mạnh ông đặc biệt hài lòng về thái độ và sự cố gắng của Luiz trên sân tập. Anh đã thích ứng khá nhanh với hàng hậu vệ 4 người. Và Sarri cũng nói thêm, phải đợi 2-3 tháng nữa, may ra mới có một Chelsea hoàn thiện. Đừng để Luiz gặp con. Ghế ELV trưởng của Mojizio Sarri chỉ vừa được công bố cách đây chưa đầy một tháng, khi Chelsea đã tập lại dưới sự điều hành của ELV cũ Antonio Conte. Theo giới thạo tin, Chelsea đã phải làm mọi cách để Conte và David Luiz không chạm mặt nhau tại sân tập Cướp Ham hồi tháng 7. Chỉ đến khi biết chắc Conte đã bị sa thải, Luiz